Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em đang theo dõi thánh lễ bế mạc thương hội đồng và tôn phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Giữa những tràng pháo tay của mọi người, Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đang tiến ra lễ đài cùng với Đức Tổng giám mục Gió Càng Quèn là bí thư của ngài. Điểm đặc biệt là ngày hôm nay ngài mặc áo lễ, nghĩa là hôm nay ngài sẽ cùng đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco và các nghị phụ của Thượng Hội đồng Ngoại thường về gia đình trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng và tôn phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một trong ba giám mục còn sống cho tới ngày hôm nay đã được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục tấn phong hồng y. Hai vị kia là Đức Hồng y Paulo Evaristo Palm là tổng giám mục về hưu của Sao Paulo và Đức Hồng y William Holm nguyên chánh án tòa ân giải tối cao. Cả hai vị cũng tham dự thánh lễ hôm nay. Đức cha Luciano Monari là giám mục giáo phận Brescia, quê hương của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Ngài tiến lên trước Đức Thánh Cha để xin tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng. Ngài nói: "Trọng kính Đức Thánh Cha, con là giám mục miền Brescia khẩn khoản xin Đức Thánh Cha tôn phong chân phước cho vị tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục." Đức Thánh Cha đã công bố như sau: "Hệ theo yêu cầu của chư huynh giám mục Luciano Monari là chủ tranh miền Brescia của nhiều chư huynh khác trong hàng giám mục và nhiều tín hữu, sau khi tham khảo với Bộ Công Thánh, với năng quyền tông đồ của mình, chúng tôi tuyên bố rằng tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục từ nay về sau được tôn kính trong hàng chân phước và truyền rằng ngày lễ kính trong toàn giáo hội sẽ được thực hành hàng năm vào ngày 26 tháng 9 theo những thứ bậc và chuẩn định được quy định bởi giáo luật nhân dân cha và con và thánh thần." Tiểu sử Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tục danh là Giovanni Battista Mondini. Ngài chào đợi tại Concesio thuộc giáo phận Brescia nước Ý vào ngày 26 tháng 9 năm 1897. Ngài đã theo học dòng tên và là thành viên của tu hội Thánh Philip Neri tại Brescia. Ngài được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 5 năm 1920. Ngài hoàn tất chương trình triết học và luật dân sự tại Roma và giáo luật tại Milan. Ngài được bổ nhiệm làm tùy viên tại tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Varsovia của Ba Lan vào năm 1923 và năm sau đó, tức là năm 1924, ngài trở lại Roma để phục vụ trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài là tuyên úy cho liên đoàn sinh viên đại học công giáo Ý tại Roma và từ năm 1923 đến năm 1925, ngài là tuyên úy của liên đoàn cấp quốc gia. Trong hai thập niên 1920 và 1930, ngài đã có nhiều hoạt động về tôn giáo và văn hóa tại Ý và cả bên ngoài nữa. Thời gian làm việc tại tòa thánh của ngài đã được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 và Đức Pio thứ 12 đánh giá cao. Giữa những năm 1930 và 1937, ngài giảng dạy môn lịch sử ngoại giao tòa thánh tại Đại học Laterano cho đến ngày 13 tháng 12 năm 1937. Khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 bổ nhiệm ngài làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, dù phục vụ chủ yếu trong ngành ngoại giao, ngài đã thực hiện mọi nỗ lực để có thể tham gia trực tiếp vào các công tác mục vụ và chăm sóc cho các linh hồn. Ngài cũng đã có nhiều hoạt động bác ái trong các vùng ngoại ô Roma và đã tham gia vào tổ chức Saint Vincent de Paul. Tiểu sử Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Trong Thế chiến thứ hai, ngài tích cực giúp đỡ người tị nạn và người Do Thái và lãnh đạo phòng báo chí tòa thánh. Trong giai đoạn cuối chiến tranh, ngài đã giúp hình thành Hiệp hội Công giáo của người lao động Ý, ACLI, Associazioni Cattolici Lavoratori Italiani. Ngài quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của phong trào Đảng Dân Chủ Kitô giáo và cổ vũ việc hình thành các tổ chức quốc tế của giáo dân. Ngày 29 tháng 11 năm 1952, ngài được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách hành chánh sự vụ. Ngày 1 tháng 11 năm 1954, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Milan và được tấn phong vào ngày 12 tháng 12 cùng năm. Trong giáo phận rộng lớn và phức tạp này, ngài đã sử dụng những phương pháp mới để giao giảng tin mừng, hầu đối phó với sự gia tăng nhập cư và giúp người dân vượt qua chủ nghĩa duy vật và ý thức hệ Marxist, đặc biệt là ở những nơi làm việc. Ngài đã viết 9 thư mục vụ cho giáo hội nghi lễ Aprosio, đã phê duyệt việc xây dựng trên 123 nhà thờ mới,
và lãnh đạo một chương trình truyền giáo đô thị lớn nhất chưa từng có trong thế giới Công giáo. Ngài đã thực hiện các chuyến đi đến Hoa Kỳ, Brazil và nhiều miền truyền giáo ở châu Phi do Tổng giáo phận Milan đảm trách. Ngày 15 tháng 12 năm 1958, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo 23, người đã từng là một người bạn thân thiết với ngài từ năm 1925, đã tấn phong hồng y cho ngài. Ngài đã tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị cho Công đồng chung Vatican II và sau đó tham gia vào đại công đồng này. Vào ngày 21 tháng 6 năm 1963, ngài được bầu làm giáo hoàng với tông hiệu là Paolo Đệ Lục. Trong bối cảnh nhiều thách đố trong xã hội, ngài đã đưa công đồng gồm 3 thời kỳ đến kết thúc thành công, khuyến khích các giáo hội địa phương mở cửa cho thế giới hiện đại, đồng thời bảo tồn truyền thống của mình, trong khi luôn luôn tìm kiếm sự hiệp thông giữa các nghị phụ của công đồng. Ngài đã thực hiện những chuyến đi tông du đến khắp các địa lục, bắt đầu từ vùng thánh địa, nơi đã xảy ra các cuộc gặp lịch sử giữa ngài với Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras. Những chuyến tông du đã đưa ngài đến Ấn Độ và Liên Hiệp Quốc năm 1965, Fatima và Thổ Nhĩ Kỳ 1967, Colombia 1968, Geneva và Uganda 1969 và xa hơn về phía đông là Úc và Châu Đại Dương 1970. Ngài cũng thực hiện nhiều chuyến viếng thăm khắp nơi trên lãnh thổ Ý. Thông điệp đầu tiên của ngài, Ecclesiam Suam 1964, đề cao phương pháp đối thoại cứu độ trong giáo hội và giữa giáo hội với toàn thế giới. Thông điệp khác của ngài là Mysterio Fidei, mầu nhiệm đức tin bàn về bí tích thánh thể năm 1965, Mense Mayo tháng 5 1965 và Christi Matri, mẹ Chúa Kitô 1966, khẩn cầu Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới. Populorum Progressio, sự phát triển của các dân tộc 1967, Sacerdotalis Celibatus, về đời sống độc thân linh mục 1967, Humanae Vitae, di truyền cuộc sống con người 1968. Ngài đã áp dụng các văn bản của công đồng và thực hiện các cải tổ do công đồng đề xướng. Ngài đưa ra những giáo huấn về hòa bình và thiết lập ngày hòa bình thế giới. Ngài phải chịu nhiều đau khổ vì các cuộc khủng hoảng liên tục ảnh hưởng đến giáo hội trong thời gian đó. Nhưng ngài đã tìm thấy niềm an ủi lớn lao trong việc thông truyền đức tin và bảo đảm nền móng tín lý của giáo hội trong một khoảng thời gian đầy những biến động về ý thức hệ. Năm Đức Tin 1967-1968 và Kinh Tin Kính của Dân Chúa 1968. Ngài đã cho thấy một khả năng đáng kể trong việc hòa giải ở mọi lĩnh vực. Ngài thận trọng trong các quyết định của mình, kiên trì những nguyên tắc đã được khẳng định và hiểu biết sự yếu đuối của con người. Bằng cách viếng thăm thường xuyên những nơi làm việc và với tông thư Octogesima Adveniens 1971, ngài đã chứng minh cho thế giới thấy mối quan tâm thận trọng và chu đáo của giáo hội trước các vấn đề xã hội. Ngài thử nghiệm những cách thức mới để truyền bá đức tin, tông huấn Evangelii Nuntiandi 1975 và chia sẻ cách trìu mến những đau khổ của người nghèo. Ngài bảo vệ các giá trị của gia đình và của chính cuộc sống, chống lại ly dị và phá thai. Ngài phải đối diện với những căng thẳng chính trị và xã hội ở một số nước lên đến mức tạo ra những hình thức bạo lực và chủ nghĩa khủng bố. Sự phản đối chân thành của Đức Phaolô Đệ Lục đối với bạo lực này được cảm nhận trên thế giới. Ngài có một cá tính thâm trầm, khiêm tốn và dịu dàng, tin tưởng và chân thành, và có một sự nhạy cảm, nhân bản đặc biệt. Ngài là một người có tâm linh sâu sắc, được hình thành trên Kinh Thánh và trên giáo huấn của các nghị phụ cũng như các nhà thần học lừng danh trong giáo hội. Ngài đã cho thấy đức tin mạnh mẽ, niềm hy vọng vững vàng và một cuộc sống hàng ngày đầy tình bác ái, thận trọng và đơn giản. Lời cầu nguyện của ngài đâm rễ sâu trong lời Chúa, phụng vụ và chầu mình thánh, tập trung vào Chúa Kitô và được củng cố bởi một lòng sùng kính gương mẫu dành cho Đức Mẹ. Tông huấn Marialis Cutis 1974. Từ khi bắt đầu sứ vụ Thánh Phêrô của mình, ngài đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, chia sẻ với họ và với tất cả các tín hữu niềm vui đức tin. Tông huấn Gaudete in Domino 1975 và nền văn minh tình yêu năm thánh 1975. Đức Giáo hoàng Paolo Đệ Lục đã qua đời tại Castel Gandolfo sau một thời gian ngắn nhiễm bệnh vào ngày 6 tháng 8 năm 1978, đang khi đọc kinh lạy trà.
hai kiệt tác của Ngài về tâm linh và tình yêu dành cho giáo hội vẫn còn là những tác phẩm thời danh. Đó là cuốn Pensiero alla morte, một suy niệm về cái chết, và Testamento, chứng tá. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã công bố rằng Đức Phaolô Đệ Lục đã sống một cuộc sống với nhân đức anh hùng vào ngày 20 tháng 12 năm 2012. Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng và tôn phong trần phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Chúng ta vừa nghe một trong những câu nói lừng danh nhất trong toàn bộ tin mừng. Hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Bị thúc giục bởi những người Pharisêu là những người như muốn đặt ra cho Ngài một bài sát hạch về tôn giáo để bắt lỗi Ngài. Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời mỉa mai và thông minh này. Đây là một cụm từ nổi bật Chúa đã để lại cho tất cả những ai cảm thấy bối rối lương tâm, đặc biệt là khi đang có những nghi vấn về sự thoải mái của họ, sự giàu có, uy tín, uy quyền và danh tiếng của họ. Điều này xảy ra trong mọi thời, thời nào cũng có. Chắc chắn Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến phần thứ hai của câu nói này. Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi phải nhìn nhận và tuyên xưng khi đối mặt với bất cứ thứ quyền bính nào, rằng chỉ có Thiên Chúa là Chúa của nhân loại. Ngoài ra không có Chúa nào khác. Đây là sự mới mẻ, dù đã có từ muôn thuở, vẫn được phát hiện mỗi ngày. Và nó đòi hỏi chúng ta phải làm chủ được nỗi sợ hãi thường cảm thấy khi đứng trước những bất ngờ của Thiên Chúa. Thiên Chúa không sợ những điều mới mẻ. Đó là lý do tại sao Ngài liên tục gây ngạc nhiên cho chúng ta, trong khi mở lòng chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong những cách thế thật bất ngờ. Ngài đổi mới chúng ta, Ngài liên tục làm mới chúng ta. Một Kitô hữu sống tin mừng là một sự mới mẻ của Thiên Chúa trong lòng giáo hội và thế giới. Thiên Chúa yêu mến sự mới mẻ này biết bao. Trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa có nghĩa là ngoan ngoãn vâng theo thánh ý Ngài, cống hiến cuộc sống của chúng ta cho Ngài và làm việc cho vương quốc đầy lòng thương xót, tình yêu và hòa bình của Ngài. Đây là nơi mà sức mạnh thực sự của chúng ta được tìm thấy. Đây là men của phát triển và muối mang đến hương vị cho tất cả những nỗ lực của chúng ta chống lại sự bi quan lan tràn mà thế giới đề xuất với chúng ta. Đây cũng là nơi mà hy vọng của chúng ta được tìm thấy. Khi chúng ta đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, chúng ta không chạy trốn thực tại, cũng không tìm kiếm một chứng cớ ngoại phạm. Thay vào đó, chúng ta đang cố gắng để trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Kitô hữu chúng ta nhìn về tương lai của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống này viên mãn nhất với bàn chân của chúng ta đạp trên mặt đất và can đảm đáp trả bất cứ thách đố mới nào ập đến với chúng ta. Trong những ngày này, trong Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thương này, chúng ta đã thấy điều này thật là đúng như thế nào. Thượng Hội đồng có nghĩa là cuộc hành trình với nhau, và quả thực như thế. Các mục tử và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới đã đến Roma, đem theo tiếng nói của giáo hội địa phương mình để giúp các gia đình ngày nay đi con đường tin mừng với cái nhìn cố định vào Chúa Giêsu. Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời, trong đó chúng ta đã sống tinh thần, công đồng và đồng đoàn và cảm thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và liên tục đổi mới giáo hội. Giáo hội được mời gọi để nhanh chóng tìm kiếm và hàn gắn những vết thương, đồng thời nhen nhóm lại hy vọng đã tàn lụi trong lòng nhiều người. Trước ân sủng là Thượng Hội đồng này và trước tinh thần xây dựng mà tất cả mọi người đã thể hiện, hiệp cùng Thánh Tông đồ Phaolô, chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần là đấng mà trong những ngày bận rộn này đã giúp chúng ta làm việc quảng đại trong tự do đích thực và trong sự sáng tạo khiêm tốn, tiếp tục hướng dẫn cuộc hành trình đó trong các giáo hội trên toàn thế giới và dẫn đưa chúng ta đến Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ vào tháng 10 năm 2015. Chúng ta đã gieo và chúng ta tiếp tục gieo trong kiên nhẫn và bền lỗ, trong niềm xác tín rằng chính Chúa là đấng làm cho những gì chúng ta đã gieo được tăng trưởng. Trong ngày tôn phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục này, tôi nghĩ đến những lời qua đó Ngài đã thiết định cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục.
Bằng cách cẩn thận khảo sát các dấu chỉ của thời đại, chúng ta đang nỗ lực để thích nghi với những cách thức và phương pháp, với nhu cầu ngày càng tăng của thời đại chúng ta và những tình trạng thay đổi của xã hội. Khi chúng ta hướng nhìn về Đức Giáo Hoàng vĩ đại này, người Kitô hữu can đảm này, vị tông đồ không mệt mỏi này, chúng ta không thể không nói trước mặt Thiên Chúa một từ đơn giản nhưng chân thành và quan trọng là cảm ơn. Cảm ơn Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thân thiết và yêu quý của chúng con. Cảm ơn những chứng tá khiêm tốn và tiên tri trong tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của Người. Trong ghi chú cá nhân của mình, Người cầm lái vĩ đại của công đồng đã viết: vào lúc kết thúc phiên cuối cùng rằng, có lẽ Chúa đã gọi tôi và dành tôi cho sứ vụ này không phải vì tôi đặc biệt thích hợp với nó, hay là vì tôi có thể chi phối và cứu giáo hội khỏi những khó khăn hiện tại, nhưng là để tôi có thể gánh chịu một cái gì đó cho giáo hội. Và vì thế mọi sự trở nên tỏ tương rằng chính Ngài chứ không ai khác là đứng hướng dẫn và là vị cứu tinh của giáo hội. Trong sự khiêm nhường này, sự hùng vĩ của chân phước Phaolô Đệ Lục sáng chói. Trước sự ra đời của một xã hội tục hóa và thù địch với giáo hội, Ngài vẫn có thể vững vàng và với viễn kiến và trí tệ, và đôi khi đơn độc lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô, trong khi không bao giờ đánh mất đi niềm vui và niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Phaolô Đệ Lục thực sự đã trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa bằng cách dành toàn bộ cuộc đời mình cho nhiệm vụ thánh thiêng trang trọng và nặng nề là tiếp tục theo dòng lịch sử việc mở rộng trên trái đất này sứ vụ của Chúa Kitô, trong khi yêu thương giáo hội và dẫn dắt để giáo hội có thể là một người mẹ yêu thương của gia đình nhân loại và đồng thời là thừa tác viên ân cứu độ cho thế giới. Thank you.